Mẫu ghế băng chờ hòa phát GPC02-5 được thiết kế bằng khung thép mạ sáng, đệm và tựa ghế được đột lỗ tạo sự thoáng mát khi ngồi, thiết kế sản phẩm với 5 chỗ ngồi, tay và chân ghế được mạ nai cần chrome, bên dưới chân ghế có ốc tăng chỉnh độ cao thấp giúp sản phẩm tăng độ chắc chắn. Với công dụng làm giảm sự mệt mỏi căng thẳng của khách hàng trong quãng thời gian phải ngồi chờ đợi tại các nơi công cộng, bệnh viện, văn phòng công ty, trường học, nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.